Vâng, xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với Salon Auto Topka. Và hôm nay em Chí lại xin được cập nhật cũng như báo giá dòng xe hiện tại bên cửa hàng em đang có. Và chiếc xe đầu tiên em xin gửi tới quý anh chị đó chính là một chiếc BMW VX4 sản xuất 2017, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ và xe đăng ký lần đầu 2018. Một chủ từ mới tên công ty biển Hà Nội quý anh chị nhá. Em đang chào bán mức giá loanh quanh ngoài 1 tỷ 9 một chút. Và tiếp tục bên cạnh một chiếc BMW VX4 đó chính là một chiếc xe dành cho giới nhà giàu Việt Nam mình, đó chính là một chiếc LX570. Và chiếc này của em là phiên bản nhập Trung Đông quý chị nhá. Màu đen và sở hữu cái màu nội thất là hai màu, màu đỏ và màu đen. Đấy, là những cái bản Super Sport. Và với những cái đặc điểm khác biệt so với phiên bản chính hãng, đó chính là những cái phần body kit này hay những phần hệ thống công nghệ an toàn sẽ được tích hợp. Và cái khối động cơ cũng là 5.7 V8 thôi, nhưng mà công suất của những cái bản Mỹ hay bản Trung Đông thì công suất sẽ lớn hơn. Đấy. Và em đang chào bán chiếc xe này sản xuất 2019, em đang chào bán với mức giá loanh quanh khoảng ngoài 9 tỷ tư một chút. Đấy, và tiếp tục em lại có một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Ford, một chiếc Everest sản xuất 2018 bản full biturbo 2 cầu màu đỏ móc đô. Và chiếc xe này của em thì em đang chào bán mức giá loanh quanh tỷ mốt thôi. Đấy, giờ hợp lý cho quý anh chị. Gầm cao, máy thoáng, bản full option đồ chơi. Đấy. Và tiếp tục em lại có một cái sản phẩm mà cửa hàng em chuyên cung cấp, đó chính là một chiếc Kia Carnival phiên bản máy dầu Signature sản xuất 2022, sẵn giao ngay cho quý anh chị biển Hà Nội rồi. Đấy, và màu đen rất là lịch lãm với full công nghệ an toàn cũng như là thiết kế hoàn toàn là diện mạo cực kỳ là mới và tinh tế. Và em đang chào bán mức giá loanh quanh ngoài 1 tỷ 6, giá rất tốt cho quý anh chị khách hàng mà yêu thích hay quan tâm. Và phía trong của em thì hiện tại em lại đang có tiếp tục, nó chính là một chiếc Santa Fe phiên bản máy xăng brand new sản xuất 2020 màu đen. Đấy. Và chiếc xe này quý anh chị mà mình rất thích cái sự êm ái của máy xăng thì và của Santa Fe thì không thể bỏ qua được chiếc xe này. Với bản đủ đồ chơi. Đấy, với ghế da hai màu hắt kính. Và chiếc xe em đang chào bán mức giá loanh quanh ngoài 1 tỷ chút thôi. Đấy, giá của Santa Fe đợt này cũng rất là yêu thương quý anh chị nhá. Đấy, rất phù hợp cho quý anh chị mình yêu thích những dòng Santa Fe. Và tiếp tục em lại có một sản phẩm đến từ Ford, đó chính là một chiếc Everest phiên bản biturbo 2 cầu bản full sản xuất 2022 và bản facelift này thì đã được trang bị hệ thống ngắt động cơ tự động. Đấy, và chiếc xe này của em bình tĩnh và lăn bánh vài nghìn km thôi, em đang chào bán mức giá loanh quanh ngoài 1 tỷ tư một chút. Đấy, cũng rất hợp lý so với cái giá của Ford mới hiện tại bây giờ lăn bánh rất là cao. Tiếp tục em lại có một sản phẩm từ thương hiệu Ford, nó chứa chiếc vua bán tải Everest Ranger Wildtrak phiên bản 3.2 màu cam 2016 thì chiếc này em đang chào bán mức giá loanh quanh 700 triệu. Và tiếp tục ở phía sau của em thì em lại có tiếp tục một chiếc Ford, đó là chiếc EcoSport màu nâu đồng phiên bản 1.5 Titanium sản xuất 2020 và chiếc xe này của em lăn bánh hơn 4 vạn km. Em đang chào bán với mức giá cực kỳ là yêu thương loanh quanh ngoài 500 triệu đấy. Và đây là những sản phẩm bên em hiện tại đang có. Và chiếc Porsche này của em đã nhận đặt cọc và chờ bàn giao quý anh chị nhé. Đấy. Và bên em cũng đang sắp tới về rất nhiều mặt hàng sản phẩm hot như là Sedona hay là Hyundai Santa Fe hay Tucson. Đấy, và những mặt hàng như Lexus. Và hiện tại em đang có một chiếc Lexus LX570 2009 màu đen. Đấy, quý anh chị khách hàng mà có yêu thích hay là quan tâm đến tới sản phẩm nào thì hãy liên hệ trực tiếp với số like trên màn hình để nhận được sự tư vấn cũng như có một giá tốt nhất. Xin cảm ơn quý anh chị quan tâm và theo dõi.